Thưa quý vị, vào sáng qua, tại thành phố Đà Nẵng, Quỹ Học bổng Vừa A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu tổ chức chương trình họp mặt hội viên ba tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế và trao tặng 440 suất học bổng cho học sinh sinh viên dân tộc thiểu số, vùng biển đảo và con của lực lượng hải quân kiểm cư có hoàn cảnh khó khăn. Được thành lập từ năm 1999, ngoài 4 dự án đầu tư xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo, hàng năm quỹ còn dành 8.000 suất học bổng, trong đó gần 5.000 suất dành cho học sinh sinh viên là con đồng bào dân tộc và 3.000 suất dành cho học sinh sinh viên vùng biển đảo. Tại thành phố Đà Nẵng, quỹ đã trao 440 suất học bổng cho 2 năm học 2022-2023, 2023-2024 trị giá 460 triệu đồng đến 40 sinh viên là con đồng bào dân tộc của thành phố và 400 học sinh là con của quân dân chuyên nghiệp vùng 3 Hải quân và đơn vị kiểm cư chi đội 3. Cũng nhân dịp này, Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu đã gửi tặng 28 phần quà đến cựu chiến binh của Hội Đoàn Tàu Không Số thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt, tiến hành kết nạp và trao thẻ hội viên cho 71 cá nhân đang sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, nâng tổng số hội viên câu lạc bộ lên 4.052 người. Trong đó, nhóm hội viên tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế có 196 thành viên.